phong trào thi đua. Đến với tiết mục thứ hai của câu lạc bộ dân vũ thôn Phú Thứ với bài nhảy chín bước chín bậc tình yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Câu lạc bộ thôn Thị Nội chuẩn bị ạ.
Xin cảm ơn tiết mục của câu lạc bộ thôn Phú Thứ. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp lại các vũ công đến từ câu lạc bộ thôn Thị Nội với vũ điệu rất sôi động trên nền bài nhạc Bonnie. Xin mời lên sân khấu vũ công của câu lạc bộ thôn Thị Nội ạ. Câu lạc bộ Hoa Súng chuẩn bị ạ.